Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào. Mùa giải 2021-2022 của bóng đá châu Âu mới trải qua vài vòng đầu tiên nhưng đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Trong đó không thể không kể đến những pha bóng lỗi cực kỳ ngớ ngẩn tới từ những ngôi sao hàng đầu. Hôm nay hãy thử cùng chúng tôi điểm lại những tình huống xử lý đầy khó hiểu đấy để xem chúng hài hước như thế nào nhé. Kể từ khi công nghệ VAR ra đời, đã có rất nhiều cầu thủ trải qua những cảm xúc hụt hẫng khi bị từ chối bàn thắng. Lần này, nạn nhân đó lại là quý ngài Champions League Cristiano Ronaldo. Phút cuối cùng khi tỷ số đang là 2-2, CR7 đã có pha bật cao đánh đầu ghi bàn và ngay lập tức cởi áo ăn mừng rất cuồng nhiệt. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì chân sút người Bồ lại phải trải qua cảm giác rất tệ khi bị VAR từ chối bàn thắng và phạt thẻ vàng vì lỗi cởi áo. Được mang về sân Bernabeu để thay thế Ramos, thế nhưng David Alaba vẫn chưa thể khiến người hâm mộ của Real yên tâm. Mặc dù chỉ là một tình huống phòng ngự khá đơn giản, thế nhưng hậu vệ người Áo lại lúng túng đánh đầu vào chân đối phương. Đương nhiên sau đó kèn trắng phải nhận một bàn thua khá ngớ ngẩn và phải rất vất vả mới có thể rời sân của Levante với tỷ số 3-2. Mặc dù đã bước sang mùa giải mới, thế nhưng Timo Werner vẫn cho thấy những màn trình diễn tệ hại giống như trước kia. Chạy chỗ cực hay để đối mặt với thủ môn, thế nhưng tiền đạo người Đức lại thất bại ở khâu quan trọng nhất. Cú dứt điểm của số 11 Chelsea thậm chí đưa bóng lệch rất xa so với khung thành và nhìn chả khác gì một đường truyền. Rõ ràng khi Lukaku trở lại, Timo Werner sẽ dần làm quen với băng ghế dự bị. Có lẽ những fan hâm mộ của Juventus sẽ muốn bốc phong trở lại ngay lập tức sau khi chứng kiến những pha bóng như thế này tới từ Zidane. Nhận bóng từ đường truyền về bên cánh trái, cựu thủ thành của Arsenal lại xử lý vô cùng lóng ngóng. Sau khi thực hiện một động tác giả, Zidane đưa bóng về chân đối phương khi khung thành đang bỏ trống. Đương nhiên không một tiền đạo nào có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho như thế này. Nếu những tiền đạo của tuyển Tây Ban Nha thi đấu tốt hơn, có lẽ họ đã không vất vả đến vậy ở giai đoạn vòng bảng Euro 2020. Đứng lên nhận trách nhiệm đá phạt đền, Gerard Moreno lại thiếu may mắn khi dứt điểm trúng cột dọc.
Thế nhưng người đáng trách hơn cả mới là Morata khi ở tình huống băng vào suốt bồi, chân sút của Juventus lại có pha chạm bóng rất thiếu cảm giác và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Kala Sosunku đã từng được coi là món hời của Leicester City và một trong những trung vệ tốt nhất tại Premier League. Tuy nhiên trong một ngày xuống phong độ thì ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể mắc sai lầm giống như cầu thủ nghiệp dư. Thi đấu thiếu tập trung và không quan sát, Sosunku lại truyền vào chân đối thủ thay vì Kasmus Majen. Antonio của West Ham sau đó đã không mắc sai lầm nào để kiến tạo cho Handler dứt điểm vào khung thành trống. Được cầu thủ đối phương trao quà đến tận tay, thế nhưng có vẻ như Wadu cũng đáp lễ lại bằng một pha bỏ lỡ không tưởng. Lần này lại là một đường truyền về đầy bất cẩn của hậu vệ bên phía Nantes và Wadu đã nhanh chân cướp được bóng, dễ dàng rê qua thủ môn đội bạn. Thế nhưng chả biết bằng cách nào mà chân sút của AS Monaco lại có thể dứt điểm ra ngoài ở khoảng cách 5m, trong khi khung thành đang bỏ trống. Đối mặt với tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới hiện tại mà vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn như này, khá dễ hiểu khi một lần nữa Dortmund lại thảm bại trước Bayern. Mặc dù đang cầm bóng ở phần sân nhà, thế nhưng Akanji lại dễ dàng truyền thẳng vào chân của Gabri. Bóng sau đó bật lại đúng vị trí của Lewandowski và chân sút người Ba Lan không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định tỷ số 3-1. Kể từ khi chuyển đến Real Madrid từ FC Porto, Eder Militao chưa bao giờ để lại sự an tâm ở hàng phòng ngự. Thay vào đó, trung vệ người Brazil luôn khiến người hâm mộ của Los Blancos đau tim như tình huống sau đây. Quyết định truyền về là chính xác, thế nhưng nó quá thiếu lực và chả khác gì một đường kiến tạo cho đối phương. Sau đó, Courtois đã buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và Ryan đã bị thổi phạt đền ngay sau đó. Trước Ronaldo cũng đã có một ngôi sao có pha ăn mừng hụt để đời ở ngay đầu mùa giải năm nay. Đó chính là Dimitri Payet với kiểu ăn mừng ban thơ quốc cực kỳ nổi tiếng của Bafétimbi Gomis, thoát súng đối mặt với thủ môn và ghi bàn bằng cú chích mũi giày hoàn hảo. Thế nhưng đáng tiếc là trước đó tiền vệ người Pháp đã rơi vào thế việt vị. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slain for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like... Chắc hẳn các bạn đã có những giây phút thư giãn cực kỳ thoải mái khi theo dõi những tình huống vừa rồi. Và để theo dõi thêm nhiều bàn thắng đẹp cũng như những video hấp dẫn và thú vị hơn nữa, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.